Xin chào các bạn, còn gì tuyệt vời hơn khi chúng ta lại được cùng nhau chờ đón những bất ngờ thú vị trong một trận đấu được dự đoán là rất hấp dẫn và cũng là một trận đấu có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cả hai đội bóng trong ngày hôm nay. Tôi là bình luận viên của VPL Pass và người đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay là bình luận viên Kiên Đắc Kỳ. Chào mừng quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi Kiên Đắc Kỳ sẽ là người trực tiếp truyền lửa cho trận đấu này và hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và đẹp mắt. Và đây là đội hình xuất phát của cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Xuân Hùng, Mã Khổng Quân đi đổ khá tốt, cắt bóng rất dễ dàng, bật bài rất hay. Phá bóng rất đúng lúc. Hải Huy đồng đội ở phía trên đang có vị trí rất thuận lợi, chuyền vào, phá bóng hỏng, tình huống rất nguy hiểm, không thành công. Thiếu chút nữa thì đã có bàn thắng, một tình huống mà các cầu thủ đã phối hợp rất tốt trước khi đưa ra cú dứt điểm cuối cùng. Đường chuyền đã bị chặn lại, một đường chuyền dài, đường chuyền rất tốt, cơ hội và... một bàn thắng rất đẹp, pha dứt điểm là rất gọn gàng. Bàn thắng có lẽ sẽ giúp họ dễ dàng hơn trong việc triển khai thế trận theo cách của mình. Chúng ta có thể thấy ngoài đường pit, hai huấn luyện viên của hai đội bóng đang chỉ đạo rất sát sao các học trò của mình. Việc duy trì chiến thuật là một bí quyết để họ có thể hướng tới chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Chọc khe rất tinh tế, pha phạt bóng rất đúng lúc. Yến Xuân Tú, những pha chuyền bóng rất bài bản ở giữa sân, chuyền vào, bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Pha phạm bóng rất đúng lúc, một pha phạm lỗi. Mà không quân rất nguy hiểm, chọc khe. Hải Huy, pha cắt bóng rất kinh nghiệm. Thay vì giữ bóng, lẽ ra cầu thủ này nên thực hiện đường chuyền cho đồng đội. Âu Văn Hoàn, pha xử lý rất hay. Thanh Hải, đường chuyền rất chính xác, vào bóng rất quyết liệt. Chỉ là một lời cảnh cáo, có lẽ trọng tài nên rút ra một chiếc thẻ vàng với pha phạm lỗi này. Mã Khổng Quân sức dưỡng tuyệt vời, pha phạt bóng rất đúng lúc.
pha giải nghi rất đúng lúc. Rất đơn giản. Chuyền bóng. Một bàn thắng rất đẹp và dứt điểm là rất gọn gàng. Cả hai đội sẽ tạm thời ra nghỉ và chúng ta hãy cùng chờ xem hiệp 2 của trận đấu sau ít phút. Tỷ số bây giờ là 1-0. Hải Huy. Mai Không Quân. Chọc khe. Nguy hiểm. Cơ hội đã bị bỏ lỡ, rất đáng tiếc. Ở tình huống này anh nên để ý đến độ chính xác thay vì chỉ là một cú sút thật mạnh. Như vậy là sẽ có một chiếc thẻ vàng được rút ra. Âu Văn Hoàn. Đội đang đẩy bóng. Anh sẽ làm gì đây? Thanh Hải. Pha xử lý rất hay. Chuyền bóng. Có thể triển khai tứ giác tấn công. Xuân Hùng. Đồng đội ở phía trên đang có vị trí rất thuận lợi. Âu Văn Hoàn đã có tình huống phạm lỗi. Cho tới lúc này các trọng tài đang làm việc rất tốt và chưa mắc phải một sai lầm nào. Mai Không Quân. Bàn thắng quá đẹp. Chúng ta có thể thấy được niềm vui sướng tột cùng của huấn luyện viên cũng như ban huấn luyện của đội bóng này. Anh đang chơi với phong độ rất cao và để lại rất nhiều dấu ấn. Với khả năng săn bàn tuyệt vời, cầu thủ này cũng đã đóng góp cho mình hai bàn thắng rất quan trọng. Sẽ có sự thay đổi người. Việc các cầu thủ tự tin thi đấu và chiếm lấy thế trận sẽ dễ dàng đem lại kết quả thuận lợi cho họ. Chọc khe. Đức Trinh. Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Mai Không Quân. Một tình huống xử lý bóng rất chính xác. Âu Văn Hoàn. Một quả ném biên. Âu Văn Hoàn. Một
những pha chuyền bóng rất bài bản ở giữa sân. Đức Trinh, ý đồ khá tốt, dứt điểm. Pha phá bóng thiếu quyết đoán, pha cứu thua rất tốt. Một cú sút. Phối hợp khá đơn giản. Nghiêm Xuân Tú, bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Mà không quân. Pha phá bóng rất đúng lúc. Nghiêm Xuân Tú rất thoáng. Trận đấu đã kết thúc. Chắc chắn sau trận đấu này cả hai huấn luyện viên sẽ phải có cái nhìn khác về đối thủ của mình.